khung, nó làm mà nhiều lớp và nó rách ha, rách lớp bên ngoài nha, nhìn rất là cá tính và bụi ha. Những chất liệu mà kiểu dáng như vậy là mỗi lần mà shop nhập được hàng về là các bạn mua rất là nhiều, do kiểu dáng nó rất là lạ và ngoài thị trường rất là hiếm có những cái mẫu như vậy, là dành đặc biệt là dành cho big size nữa ha. Cái mẫu này là nó dạng như nó may nhiều lớp ha, và nó rách lớp ngoài, nó dạng như hai lớp á, nó dệt hai lớp và nó làm rách lớp ngoài nha. Đó, cho nên cái này tuy là nhìn nó rách chứ nhưng mà nó không lộ ha các bạn, do mình 54 kg mặt nó không căng phom, các bạn mà căng phom lên thì nhìn cái áo nó rất là đẹp, nó các bạn tưởng tượng như vậy đó, nhìn thấy cái rách của nó rất là đẹp ha. Chất liệu này là thun co giãn nha, form mình đang mặc là size 2x dành cho mấy bạn 780 kg, nó hàng về có hai size 2x và 3x và giá chỉ có 230.000 thôi ha. Dành cho mấy bạn mà thích quần bụi, các bạn có thể phối quần sọc trắng cũng được nè, hoặc là phối những chiếc quần jean dài đó ha. Nói chung là nó rất là chất, rất là bụi.